cứ ban đêm thì tôi trực tiếp lãnh đạo trong đại học và nó chảy xuống thành sơ học và dẫn đến ho. Ngoài ra trong cái trực tiếp của dạ dày thì ban đêm thì tôi trực tiếp biết ra rất nhiều dẫn đến cái trào ngược và bệnh nhân. Ngoài ra thì cơ thể của bệnh nhân người già bị hen với phẳng thì khi mà ăn đêm thì không cần em phí. Nhưng mà em không cần luôn, em không phí. Ai? Dạ vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục được chứng ho về ban đêm? Mong bác sĩ có thể chia sẻ ngay sau đây ạ. Khi mà ho thì mọi người đều tìm kiếm các cái phương pháp gì để điều trị để giảm ức chế cái cơn ho cho nó khỏi ho đi để bệnh nhân ngủ được. Khi mà hết ho thì bệnh nhân sẽ ngủ được bình thường. Thế nhưng mà khi mà điều trị cái ho thì hiện nay trên thị trường rất là nhiều loại thuốc ho, các loại thuốc ho về tân dược, tức là các cái thuốc thường thường ho này thì thường thường có cái corticoid nhiều. Và nhưng mà cái thuốc ho hiện nay mọi người cứ dùng nhất là có thể là dùng cho mọi lứa tuổi, cả người già, người trẻ em thì đấy là cái thuốc ho bổ phế. Thuốc bổ phế nặng hàng thì có nguồn gốc, tức là cái thuốc ho bổ phế nặng hàng thì có một cái tên cổ, tức là gọi là bổ phế chỉ thái độ, chứa các thành phần dược liệu làm cho thuốc ho có hiệu quả.